Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Và hôm nay là ngày 15 trong hành trình thử thách 30 ngày yoga buổi sáng. Và chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Xin chúc mừng các bạn. Bài tập ngày hôm nay sẽ là một bài tập viên yoga giúp chúng ta thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình, thư giãn ngay từ bên trong. Rồi, hãy cùng tâm trí và hơi thở của mình chúng ta hòa quyện vào bài tập nhé. Và nếu mà bạn nào có blog ở nhà thì mình chuẩn bị blog cho buổi tập ngày hôm nay. Hoặc nếu bạn không có blog, mình có thể sử dụng gối hoặc là chăn nệm mỏng gì đó cũng được ha. Rồi, khi nào các bạn sẵn sàng, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Chúng ta bắt đầu bằng tư thế nằm. Bạn hãy dùng blog đặt ngay dưới phần cột sống lưng của mình. Rồi, sau đó thật thoải mái. Ta nằm trên block, hạ vai và lưng đầu xuống thẳng. Lưu ý là ở vị trí này bạn phải thấy thật thoải mái ở phần thắt lưng dưới ha. Block của mình đặt ngay phần trên xương cụt và dưới phần thắt lưng dưới. Này, từ vị trí này hai tay của mình xuôi theo thân. Bạn có thể giữ gối gập áp hai lòng bàn chân của mình như thế này. Hoặc nếu muốn ta có thể duỗi hai chân của mình về phía trước. Này, bất cứ vị trí nào ta thấy thoải mái nhất, lắng nghe cơ thể của mình. Sau đó, bạn nhắm mắt của mình lại. Hãy thư giãn toàn bộ cơ thể. Hít vào sâu và thở ra chậm rãi. Hít vào bụng phình lên. Thở ra bụng xẹp xuống. Lúc này, hãy quan sát dọc khắp cơ thể. Đi từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân. Tâm trí ta đi tới đâu, thả lỏng cơ thể tới đó. Thả lỏng khuôn mặt, mắt, mũi, miệng. Thả lỏng vai, khuỷu tay, cổ tay, ngón tay. Thả lỏng ngực, thả lỏng bụng, thả lỏng hông. Thả lỏng đầu gối, cổ chân, ngón chân. Miệng nở một nụ cười tươi. Hướng nụ cười dọc theo tâm trí. Nụ cười lan tỏa dọc khắp cơ thể. Men theo hai cánh tay. Lần ra từng đầu ngón tay. Nụ cười đi dọc xương sống. Men theo hai chân. Lần ra từng đầu ngón chân. Nụ cười đi tới đâu? Hãy thả lỏng cơ thể tới đó. Lắng nghe âm thanh của cơ thể. Tận hưởng cơ thể. Và tận hưởng giây phút hiện tại. Này, thật chậm rãi, bạn gập hai đầu gối áp hai lòng bàn chân của mình xuống. Từ từ mở mắt của mình ra, nâng nhẹ hông và ta lấy blog của mình ra. Sau đó bạn hạ cho lưng của mình thẳng. Vẫn ở vị trí này, mình muốn bạn siết cơ bụng của mình lại hoặc rút lỗ rốn của mình xuống sâu vào đốt sống lưng. Lúc này hãy đặt toàn bộ bản lưng của mình xuống thẳng. Cố gắng không tạo khoảng trống giữa phần thắt lưng dưới và thẳng của mình. Thắt lưng dưới tiếp xúc sâu với mặt thẳng. Rồi tiếp tục giữ vị trí này, hít sâu và thở chậm. Lý
tục hít thở đều. Hít vào, thở ra bằng cánh mũi của mình. Khi hít vào, hãy cảm nhận một làn hơi mát rượi đang len lỏi vào khe mũi. Và khi bạn thở ra, hãy cảm nhận một làn hơi nóng ẩm đi ra từ hai cánh mũi của mình. Hai, tốt lắm mọi người. Tiếp tục hít vào từ vị trí này, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Sau đó bạn đang xen cái ngón tay của mình vào với nhau, duỗi căng hai tay của mình hết mức có thể. Hít vào, nâng hông của mình lên. Thở ra, bạn di chuyển hông của mình về phía bên phải, từ từ hạ cho mông của mình xuống. Hai, từ vị trí này đi bộ nhẹ hai chân của mình về phía ngược lại, về phía bên trái. Sẽ đã nếu được bằng duỗi căng hai chân của mình về phía cuối thảm luôn. Đặt chân trái của mình lên trên chân phải. Tiếp theo, bạn đi bộ hai tay của mình về phía bên trái. Nâng vai, đi bộ vai của mình về phía bên trái. Này, ta đang thực hiện động tác quả chuối ha. Mình quan sát nè, hông của mình về phía bên phải, trong khi vai và chân của mình theo hướng ngược lại, về phía bên trái. Lúc này hãy cảm nhận phần bên phải của mình đang được căng giãn hết mức có thể. Đi từ cổ chân lên tới hông phải, tới vai phải. Tiếp tục căng giãn ở đây. Hít sâu và thở chậm. Ta thực hành hít thở theo chánh niệm. Tức là hít vào, bạn biết bạn đang hít vào. Và thở ra thì bạn biết bạn đang thở ra. Rồi nhẹ nhàng theo cách riêng của mình, bạn thoát thế. Từ từ gập hai đầu gối, rút hai chân của mình gần về phía hông. Sau đó nâng hông của mình lên, trả hông của mình về vị trí ban đầu. Ta trả vai, trả tay của mình về vị trí chính diện. Tương tự bạn đổi bên ha. Tiếp tục từ vị trí này hít vào, bạn nâng hông của mình lên cao. Sau đó thở ra, di chuyển hông tối đa về phía bên trái. Rồi nhẹ nhàng hạ hông của mình xuống. Đi bộ hai chân của mình về phía ngược lại, về phía bên phải. Rồi duỗi căng hai chân của mình ra. Sau đó bạn đặt chân phải trên chân trái. Tiếp tục đi bộ vai hai tay của mình về phía bên phải. Này, lúc này hãy cảm nhận sự căng giãn tối đa bên phía phần thân bên trái của mình. Đi từ cổ chân trái lên tới hông trái, lên tới phần lườn bên trái, phần vai bên trái của mình. Căng giãn hết mức cơ thể. Hít thở. Hay tốt lắm mọi người. Mình thoát thế theo cách riêng của mỗi người. Bạn có thể gập đầu gối, sau đó đi hông của mình về vị trí ban đầu. Hai tay của mình xuôi theo thân. Thư giãn toàn bộ cơ thể của mình ở đây. Tiếp tục, bạn ép sát lỗ rốn vào cột sống. Cố gắng không tạo khoảng trống giữa thắt lưng dưới và thảm của mình. Toàn bộ bản lưng nên tiếp xúc sâu với mặt thảm ở đây. Hít thở đều. Rồi nhẹ nhàng, bạn xoay người của mình về một bên, áp lòng bàn tay, nâng vai, ta trở về vị trí ngồi căn bản. Từ vị trí này, bạn có thể duỗi hai chân của mình về trước hoặc là mình bắt chéo hai chân của mình vào với nhau. Thả lỏng vai, xoay nhẹ vai của mình về phía sau, mở ngực mở vai hết mức cơ thể. Này, từ vị trí ngồi này chúng ta có thể dùng block để hỗ trợ cho động tác của mình được thoải mái hơn ha. Bạn đặt block của mình ngay phía trước, sau đó đi bộ nhẹ các ngón tay của mình về phía
trước thảm. Mình hạ hai khuỷu tay của mình xuống. Nếu muốn, bạn có thể hạ đầu của mình xuống block. Sau đó thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình ở đây. Quan sát phần hông, phần thắt lưng dưới. Nếu bạn thấy căng và mỏi ở đây, thì có thể hướng hơi thở tới phần thắt lưng dưới và phần hông. Dùng hơi thở để massage, xoa dịu các bộ phận đó lại. Hãy nương theo hơi thở của mình. Hít vào sâu và thở ra chậm rãi. Này, từ từ hít vào, bạn nâng vai, nâng đầu. Sau đó thở ra, đặt gót của mình sang một bên. Lúc này tiếp tục đi bộ hai tay của mình về phía bên trái. Này, bạn đi càng xa vai càng tốt. Sau đó nhẹ nhàng nếu được hai bạn nhấn vai của mình xuống. Này, hãy cảm nhận phần thân trên, phần lườn bên phải của mình đang được kích hoạt sâu ở vị trí này. Tiếp tục hít sâu và thở chậm. Giữ, khái. Bả lùi không nhấc mông của mình lên. 4. Tốt lắm. Và 5. Hít vào, trả vai của mình về chính diện. Sau đó thở ra, bạn đổi bên. Ta đi bộ hai tay của mình về phía bên phải. Sau đó căng hai tay của mình về phía trước, đồng thời bạn nhấn vai của mình xuống. Cảm nhận cơ lưng bên trái của mình đang được kích hoạt sâu. Thả lỏng đầu, giữ, hai. 3. 4. Tốt lắm. Và 5. Hít vào, nâng vai. Thở ra, bạn trả vai của mình về chính diện. Này, thật thoải mái, đi bộ hai tay của mình về phía đầu thẳng. Từ từ nâng hông, ấn mũi chân, ngã vai của mình về phía sau và vào tư thế chó cúi mặt. Này, liên tục, bạn gập nhẹ hai đầu gối, thả lỏng vai, thả lỏng hông, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình ở đây. Nhấn vai sau, vai tách ra khỏi hai bàn tay nếu được. Này, hít vào, từ từ đi bộ hai tay của mình về phía cuối thẳng. Sau đó thở ra, bạn gặp hai khuỷu tay, tay này ôm lấy khuỷu tay kia, từ từ gặp người của mình xuống. Này, thả lỏng phần vai, thả lỏng phần thân trên. Sau đó mình lắc nhẹ vai của mình trái phải, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình, thư giãn sâu cơ thể. Hít vào, hãy cảm nhận sự khoan khoái. Và khi thở ra, hãy thư giãn cơ thể của mình. Hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những tạp niệm ra khỏi cơ thể, ra khỏi đầu óc của mình. À, nhẹ nhàng, bạn thả lỏng hai tay của mình xuống. Sau đó đi bộ nhẹ hai tay của mình về phía đầu thẳng. Từ từ khuỵu hai đầu gối. Hít vào một hơi thật sâu, từ vị trí này bạn trường vai của mình về phía trước. Sau đó thở ra, hạ ngực, cầm áp thẳng. Hít vào, trường vai, nâng vai của mình lên. Thở ra, từ vị trí này, bạn đặt khuỷu tay của mình ngay phía trước ngực. Này, quan sát cho cổ tay, khuỷu tay trên một đường thẳng. Sau đó, khuỷu tay và vai của mình trên một đường thẳng. Bạn giữ đây, hoặc nếu được lực bạn dồn vào khuỷu tay, từ từ đẩy vai của mình về phía sau, nhấn hông của mình xuống. Này, tâm trí hướng về phần thắt lưng, nâng cằm, mắt nhìn lên, giữ, liên tục hít thở. Hãy lắng nghe âm thanh của mình, tận hưởng hơi thở. Tốt lắm, nhẹ nhàng, bạn thoát thế. Ta đã xoay người, ta trở về
vị trí nằm áp lưng xuống thảm. Lúc này bạn có thể duỗi hai chân của mình về phía trước, hoặc là nếu muốn gập hai đầu gối, hai chân của mình ép sát vào với nhau, sau đó tách hai gối của mình sang ngang. Có thể dùng tay hỗ trợ mình nhấn phần hông của mình xuống. Lại tiếp tục thả lỏng vai và giữ ở vị trí này. Nhẹ nhàng nhắm mắt. Hít vào, bụng phình lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Chậm rãi bạn thu hai đầu gối, sau đó hai tay của mình mở ngang vai, từ từ di chuyển hai gối của mình về phía bên phải, mắt nhìn vào vai trái, xoắn phần thân trên của mình. Hãy cảm nhận phần cột sống lưng đang được thư giãn sâu ở vị trí này. Lưỡi hai vai của mình không nhấc khỏi thảm, liên tục bạn nhấn hai vai của mình xuống, hít thở. Nhẹ nhàng ta đổi bên, xoắn phần thân trên về phía bên trái, mắt nhìn qua bên phải, thư giãn sâu phần hông bên phải, phần thắt lưng dưới của mình. Nhàng, bạn trả gối của mình về chính diện, sau đó xoay người của mình về một bên, áp lòng bàn tay, nâng vai, trở về vị trí ngồi. Và bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại các bạn vào ngày mai. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, mời bạn đăng ký kênh để cập nhật liên tục các bài tập mới nhé. Namaste, chúc các bạn một ngày vui.